em ngồi em canh em không cho chúng nó bơi ra. Tải từ đằng đầu này anh Phước ạ. Tải từ đằng đầu để nó đỡ bơi ra. Có con to lắm, em nhìn có con to lắm. Thế là anh giải từ độ đoạn này anh tắt ra đấy cho con nào ra đấy.